Nó còn mái nó sùng rồi. Rồ lên rồi. Cứ bắt đầu nó chỉ nhỉ? Đi như rằng. Con kia nó không ngán đâu, hôm trước còn chém như điên ấy. Nhưng mà nó vẫn nhát quá. Hôm trước cái con đấy nó chém như điên. Hôm trước để một mình đây nó chém như điên, tách con mái ra phát chém như điên. Nó vẫn cứ chơi nhưng mà nó vẫn kiểu hơi sợ người. Xem tí nữa nó căng nó gì không. Lại định ché rồi. Thấy con mái đến bên kia mất. Ganh con mái. Cướp vợ. Đây định cướp vợ rồi. Không ngán rồi. Không ngán rồi. Chị à. Lần ngược là con đến lúc nó gấu lên giữ đuôi nó rụng đấy. Chấm hết. Không ngán nhỉ. Thank you.
cứ lên phen phát là nó ché. Xuống sàn rồi. Thỉnh thoảng được câu. Không chén đâu, chắc chán rồi. Mới có 8 phút 9 phút nó ngăn không đuôi mẹ nó rụng. Giao ngán nhỉ, vã cũng vã ở vòng tầm này đang sung, tầm này giao ngán nữa rồi. Vẫn lúc trước nó vẫn hơi sợ. Cũng ra mỏ mầm ấy.